Chào các bạn đến với sức khỏe Health Tips. Hôm nay thì My cắt những cái rau ngò ôm này. Nó đã cao quá luôn rồi. Các bạn nhìn nó cao quá rồi. Nó bị giống như thiếu nắng á. Thì nó không có đủ nắng rồi nó hơi sụ xuống. Nhưng mà không có sao. Mình cắt vô hết xong rồi mình bón phân ha. Thì cây ngò ôm hay còn gọi là rau ngổ. Thì các bạn nhìn cái này nè. Các bạn thấy cái thân nó không có được mập lắm, là cũng tại vì mình để nó cao quá, với một phần là thiếu dinh dưỡng thì nó sẽ bị ốm. Rồi cái chỗ của My để thì hơi tối á, nó không có nắng nhiều á, cho nên nó không có đủ nắng thì cái thân nó yếu, nó không có đứng thẳng được. Thì mình nhìn để mình biết thì mình khắc phục nha các bạn. Thì nếu mà các bạn thấy mình trồng mà nghiêng vậy thì mình cho nó ra nắng một chút, để cho cái thân nó sẽ thẳng đứng lên như vậy nè thì nó mới tốt. Còn nó vậy là mình biết là nó thiếu nắng á thì không có sao, thì mình ăn nó rất là non. Nhưng mà mình nhìn để mình biết, mình khắc phục, mình trồng cho nó tốt hơn á. Khi mà mình trồng mà các bạn không có giống á, mà mình muốn có giống này nè, rất là dễ. Ví dụ mà các bạn đi chợ mình mua rau ngò ôm mà lựa cái gốc nào mà ví dụ như gốc này nó có rễ chút chút vậy nè, thì những cái này là dễ sống nhất luôn, là tại nó có rễ sẵn rồi. Thì mình về mình chỉ cần là nhặt những cái này nè, những cái lá này mình ăn đó, mình nhặt hết những cái lá này mình ăn, rồi còn cái chút xíu ở trên á là mình để lại, rồi mình ghim xuống. Cái loại ngò ôm này thì nó thích bụi cho nên mình ghim hai ba gốc, hai ba thân vậy nè, chung một gốc cũng được nữa. Rồi cái thân này nè thì mình muốn ngắt thì ngắt cũng được, hoặc là mình để cũng được. Nếu mà thân dài quá thì ngắt, còn thân mà ví dụ như rễ ở đây mà cái đọt nó ở đây nó ngắn vậy thì mình để luôn. Rồi từ từ cái chỗ rễ này nè nó sẽ bám xuống đất và nó mọc ra nhiều cái nhánh cho mình, thì lúc đó là mình có được cái cây mới. Và rau này khi mà các bạn mua ở chợ về, mà nếu như mà mình muốn lấy giống mà nó không có rễ á các bạn, thì mình cũng nhặt bớt những cái lá ở dưới như vậy đó, mình nhặt như vậy ha, nhặt hết như vậy rồi chừa một chút ở trên vậy. Còn những cái thân mà các bạn muốn chừa lại để cho mai mốt mình ăn trong ngày, giống như mình muốn giữ lâu á, mình không có bị muốn dập rau hư á, thì mình nhặt với cái phần gốc một chút thôi, rồi mình chừa ở trên thân cho nó nhiều. Tại dưới phần gốc nhiều khi mình ngâm lâu nó sẽ bị úng á, uổng cái rau. Rồi mình lấy những cái lá này mình ăn trước. Còn cái cây mà mình muốn là trồng á thì mình nhặt lá nhiều một chút cũng được. Thì đại khái khi mà mình nhặt xong á, mình ngâm nó vô cái ly nước. Nếu như mà các bạn có nhiều thì mình ngâm cái ly to hơn ha. Và nước cao thì khoảng chừng nửa gang tay á các bạn. Xong rồi cái mình để những cái rau mà mình muốn giữ lâu, hoặc là cái rau mình muốn ra rễ, mình cũng ngâm vô nước như vậy. Và sau đó các bạn để trong nhà, xong rồi mình lấy cái bịch á, mình bỏ vô cái bịch, cái bịch nào nó to to đó để mình trùm nó lại. Xong rồi các bạn để cái đũa hay gì cho nó cao lên, rồi cái mình buộc nó lại, mình trùm nó lại như vậy nè các bạn. Thì mục đích mình là muốn giữ cho nó kín hơi á, thì nó sẽ hầm hơi, nó giữ ấm, thì rau nó sẽ không có bị héo đó. Thì mình giữ như vậy, có cái đũa thì nó cao, nó không có bị làm hư cái mấy cái gãy cái cây. Và mình cứ để như vậy ở một góc nhà, ở chỗ mát, thì khoảng chừng 1-2 ngày thì các bạn thay nước một lần. Thì như vậy á, là từ từ cái cây này của mình á, nó sẽ mọc ra rễ cho mình. Khi mà nó ra rễ khoảng chừng một lóng tay hơn vậy nè các bạn, thì là lúc đó là mình đem đi trồng xuống đất được rồi đó. Thì nó sẽ mọc ra nhiều cái nhánh nhỏ nhỏ ở đây, ở xung quanh cái thân này nè. Khi nó mọc ra rễ, nó sẽ mọc ra nhiều cái nhánh nhỏ nhỏ. Thì cái đó là những cái cây mới á. Và các bạn thấy rễ như vậy nè, nhanh lắm. Cây mà nó hơi già già khoảng chừng tuần hai tuần là các bạn sẽ thấy rễ nó ra rồi, với mấy cái nhánh con ở đây nó ra chút chút rồi. Thì lúc đó mình đem đi trồng xuống đất là mình được một giống ngò ôm rất là dễ luôn. Thì bây giờ mới cắt vô để mình
Cái này chắc mình ăn lẩu, lẩu Thái á, thì có rau ngò ôm cũng ngon, hoặc là mình nấu canh chua. Các bạn nhìn, nếu mà mình bị những cái này hoài nhiều, những cái đốm này nè, thì cái này là do là bị nước nhiều, còn cái của mình không có nước nhiều cho nên nó có tí xíu là không sao. Của mình là toàn là xanh ở trong luôn á, thì coi như là mình cũng đủ nước á các bạn, mà nó không có dư nước. Còn dư nước nhiều quá là cái lá này nó sẽ úng luôn, thì các bạn thấy lúc đó là dư nước trầm trọng rồi đó. Thì cái cách trồng ngò ôm này á, My thấy nó rất là đơn giản. Mà hôm nay thì sẵn mình cắt nè, rồi cho bạn xem luôn. Có bạn cũng nhờ My chia sẻ lại, thì bạn trồng không có thành công, bị úng. Thân bạn trồng sau lá nó bị úng, thì My nghĩ là nước nhiều á nghe bạn. Nước nhiều là thân nó sẽ bị úng, nó sẽ không có được xanh như vậy. Như mình trồng mà nó dài ra tới vậy nè các bạn. Các bạn thấy coi nè, một cái nhánh của nó nè, nó dài quá luôn, hai gang luôn. Thì như vậy là nó dài quá, là nó giống như là mình phải cần cắt nó lên cỡ này là mình cắt được rồi. Mà mi để bây giờ nó dài như vậy nè, thì mình để dài quá không có nên. Bữa nay mình cắt hết luôn đi, rồi mình vô phân cho nó luôn. Thấy thương quá. Thì khi mà các bạn trồng á, thì cái này là mình để vô trong cái, chút nữa mới đưa cho các bạn xem cái chậu mình trồng cái rau của mình á, quanh năm luôn mình có ăn. Mùa lạnh mình cũng cũng trồng được nữa nha các bạn. Nếu mình ở Mỹ á, mùa lạnh mình vẫn trồng được luôn. Cái loại này thì rất là dễ trồng, nhưng mà mình phải che đậy nó lại. Có bạn chia sẻ với My là hồi lâu bạn có hỏi My cách trồng đó, My có chia sẻ thì bạn trồng được thành công, thì My cũng rất là vui. Các bạn nhìn nó dài dài quá chừng dài luôn. Nhìn thấy thương không? Thì My để lên video cho mọi người coi, mà ai làm được thì My cũng mừng lắm. Thì mình biết cái gì thì mình chia sẻ cái đó nha các bạn. Còn nào, bạn nào biết thêm nữa thì nhờ bạn chia sẻ thêm ở dưới, để cho My với các bạn khác coi thêm, để mình cùng nhau học hỏi rồi mình làm tốt hơn nữa. Vào đây nè, thương chưa? Nó khi mà các bạn cắt sát gốc luôn rồi nè, bây giờ cắt là khoảng còn chừng hai lóng tay thôi, thì lúc này là mình vô phân cho nó nha các bạn. Lúc nào cũng nhớ sau khi mà mình cắt xong là mình vô phân. Nè, mình được một rổ rau ngon lành chưa? Hơi ốm hơn ở chợ chút xíu ha, nhưng mà mình thấy rất là non mà mềm, để mình ăn nó ngon lắm. Bữa nay là mình để phân bò. Phân bò nè các bạn, cho bạn xem cái bịch là mình nuôi nè ha. Phân bò là nó vừa rẻ tiền, mình mua ở trên nước Mỹ. Phân gà cũng được nữa. Xong rồi cái mình để chút xíu vô đây, mình trồng rau organic ha, mà mình cũng có rau ngon, rau tốt để mình ăn. Mà rau này không có cần tưới nhiều đâu các bạn, một tuần mình tưới nó một lần cũng được nữa. Thế trồng cũng dễ lắm, các bạn chỉ cần làm đúng đúng vị trí, đúng cái chậu là sẽ có nhiều rau để mình ăn. Mà My cũng mong cho các bạn nào ở xứ lạnh đó, mình xa chợ Việt Nam không có đi mua rau nhiều được, thì mình cũng trồng cái loại này được, mà mình cũng có rau sạch để mình ăn ha. Nhất là mình nấu canh chua đồ rất là ngon, hương vị quê hương mà mình không thể tìm được ở những chợ Mỹ. Rồi sau khi mà mình đã phủ như vậy rồi nè các bạn, mình cho một lớp mỏng khoảng chừng nửa gang tay vậy đó, rồi bắt đầu mình tưới nước. Thì cứ khoảng
Nửa tháng hoặc tháng tùy theo mình muốn cắt lúc nào, mình để lâu thì nó sẽ bị dài nhiều, như của My là để cả gần tháng cho nên nó dài quá chừng. Thì các bạn thấy nè, bây giờ mình để như vậy thì cái đất mình không có cần cao nhiều, khoảng chừng gần gang các bạn là mình trồng được rồi. Rồi lâu lâu mình cắt xong là mình cứ vô phân như vậy. Thì các bạn nhìn khi mà các bạn chọn cái chậu á, nếu các bạn muốn ăn nhiều, trồng nhiều thì mình chọn cái chậu cho nó lớn một chút ha. Và nó sâu, quan trọng là nó phải sâu, càng sâu càng tốt, là càng cao á, là càng tốt. Và cái chậu thì các bạn lưu ý là mình ở dưới đây á, là bít cái lỗ, không có lỗ ở dưới, nhưng mà nó có lỗ, các bạn nhìn bên hông là mi đục lỗ. Thì từ cái đáy chậu lên khoảng chừng 1 2 lóng tay thì mi đục cái lỗ, thì để khi mà nước á các bạn mình tưới thì nó ứ, thì nó còn một chút ở dưới, nó không có chảy ra hết thì cây lúc nào cũng đủ nước. Nhưng mà nếu mà nó dư nhiều quá thì nó mới chảy ra cái lỗ này thôi, thì như vậy là cây của mình nó sẽ không có bị ngập nước. Cây này á, thật ra là nó thích nước ngập, nước ngập tới nỗi mà các bạn cho nó cao khoảng chừng nửa gang hơn cũng được nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn cho nước ngập mà bằng mặt đất luôn á, giống như là mình trồng ở bên Việt Nam á, nước nó ngập bằng mặt mặt đất luôn là cây nó sẽ phát triển rất là mạnh. Nhưng mà ngược lại á, là nó sẽ bị cái giống như là nước lâu ngày nó ứ á, là nó sẽ bị hôi. Rồi cái chậu mình á, nếu mà mình để đúng chỗ nắng nóng nhiều mà vào trong bóng râm, nhưng mà nhiệt độ ở ngoài rất là nóng, rất là hầm, thì cái cây của mình sẽ vẫn sống bình thường. Nhưng mà nếu mà trời hơi lạnh chút, nhiệt độ không thích hợp là cái nước ở trong của mình sẽ bị hôi. Mà nếu mà nó hôi á, là cây của mình sẽ lá nó vàng, các bạn sẽ thấy lá nó sẽ vàng vậy nè, rồi xong rồi từ từ là nó sẽ úng rồi nó chết. Cho nên tốt nhất là các bạn đục lỗ như mi đi thì các bạn sẽ trồng dễ thành công hơn là các bạn đục lỗ cao. Như đục lỗ cao là khoảng chừng một gang vậy đó, thì bằng với mặt đất luôn á, thì mới thấy cái cách đó không có thành công nhiều khi mà mình trồng ở những vị trí không thích hợp. Thì bây giờ cái cách mà đậy cho nó đó các bạn, thì nếu như mà các bạn trồng bây giờ chưa có cao nè, thì cái chậu này mình vẫn có thể trùm như vậy được đó. Rồi mình làm cho nó hơi hở hở một chút bên bên hông cũng được nữa, nhưng mà mình trùm hơi vậy để cho nó nóng nó hầm, và mình để ngay ở dưới bóng cây. Thì cái nhiệt độ mà giống như mùa hè đều vậy nè, thì nói chung là nó rất là tốt, và mùa đông nó cũng tốt nữa. Nhưng mà nếu như nó cao giống như của My hồi nãy, nó cao lên bao nhiêu đây luôn, dư lên cái chậu, thì cái chậu này là hơi thấp so với mà mình trồng, thì tốt nhất là bỏ vào một cái chậu lớn như vậy nè đó. Rồi ở trong á, rồi mình là mới để một cái chậu nhỏ này vô, xong rồi cái mình tưới cho nó ở ngoài á, mé ngoài thành này nè, mình cho nó có nước luôn, cho nó giữ một chút nước để cho cái hơi nó ẩm á, thì nó sẽ rất là tốt. Thì nó lên khoảng chừng được 1 lóng tay thôi các bạn, rồi phủ nó lại. Đó, thì mình phủ nó lại như vậy thì lúc nào mình cũng để trong bóng râm hết, thì cây nó sẽ có hơi ấm và nó sẽ sống rất là tốt. Đây là cái nguyên một thao mà nãy mi đã cắt vô á, thì khi mà mình cắt vô xong mà mình không có ăn liền á các bạn, thì mình ngâm vô nước hết luôn nha. Cái rau này nó mau héo lắm đó, như vậy đó thì mình giữ được lâu ha các bạn ha. Các bạn nhớ nhấn like giùm mi ha, và nhấn share chia sẻ cùng bạn bè nha các bạn. Bạn nào chưa nhấn nút đăng ký thì mình nhấn vào luôn ha. Mi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. Hẹn các bạn ở nhiều video về trồng cây, hoặc nấu những món ăn chay, hoặc những video về mẹo giặt. Mi chào tạm biệt các bạn. Bye bye.